Cũng liên quan đến vấn đề thông quan tại các cửa khẩu, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi và làm việc với Đại sứ quán của Trung Quốc tại Việt Nam để thống nhất phương án cho hàng hóa thông quan. Đặc biệt sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng hai nước thì hàng hóa chính thức được thống nhất thông quan qua các cửa khẩu. Như vậy là hàng hóa nông sản Việt Nam sang Trung Quốc sẽ được thực hiện đồng thời bằng các đường bộ, đường biển và đường sắt. Theo đó, việc vận tải hàng hóa nông sản, hoa quả từ Việt Nam sang Trung Quốc được thực hiện theo hai phương thức chính: vận tải đường biển đối với tuyến xa sang thị trường phía Bắc Trung Quốc và vận tải đường bộ đối với tuyến ngắn gần biên giới như thị trường phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, để đẩy mạnh chuyển đổi phương thức vận chuyển hàng nông sản từ đường bộ sang đường biển, cần phải điều chỉnh việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc theo đường chính ngạch để tránh rủi ro về mặt chính sách. Hiện nay thì Cục Hàng hải của Việt Nam phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội, chủ hàng một số địa phương để xác định chính xác những khó khăn, đưa ra giải pháp đúng và trúng, xử lý vấn đề phát sinh nhằm giảm thiệt hại. Bình thường thời điểm này thì các nhà vườn trồng rau ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tập trung sản xuất phục vụ Tết. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá các loại rau đã giảm mạnh, đầu ra cũng khó khăn nên các nhà vườn ngày càng giảm diện tích trồng rau vụ Tết. Dù tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển sang giai đoạn phục hồi sau dịch cách đây 2 tháng, thế nhưng giá rau củ quả trên địa bàn vẫn giảm mạnh, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại không ngừng tăng. Vì vậy, vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay vì mở rộng diện tích thì nhiều nhà vườn trồng rau thu hẹp quy mô, thậm chí đã có những nông hộ không sản xuất vụ Tết. Năm ngoái là cũng dịch rồi là cũng ít người ta trồng, năm nay là người ta bỏ. Chỉ được 1-2 người người ta trồng, nhà tôi là không trồng vì là nó dịch, sợ không bán đi được. Cái rau Tết mỗi năm là thường thường ở đây người ta hay trồng như súp lơ, su hào, nhưng mà năm nay vì do dịch bệnh, cái nguồn mà để mình bán nó khó khăn, là người ta hạn chế lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phân bón rồi cái gì nó cũng tăng hết, rồi người tiêu dùng lại là càng ngày càng thưa, ít có ai mấy lắm, mình thử là người ta hạn chế lại. Làm đây tới hôm mấy nè, là ngưng. Ngưng là có thể là mình xuống đồi vừa qua Tết, chứ trong Tết là chỉ trồng được rau thơm, quế hay là ngò vậy thôi. Cũng ít thôi, chứ không có sản xuất nhiều như mỗi năm. Theo các hộ trồng rau, giá rau xanh các loại thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giảm mạnh. Như súp lơ giảm 10.000 đồng 1 kg, cải xanh, cải ngọt giảm 6.000 đồng 1 kg, hành lá giảm 3.000 đồng 1 kg, rau muống giảm 2.000 đồng một bó so với cùng kỳ. Với rau cần tây, không có thương lái thu mua nên một nhà vườn đành nhổ bỏ. Phân thì nó lên gần gấp đôi luôn đó em ạ. Mà rau thì cứ bỏ mối chỉ được có 8.000 thôi, bán 10.000, bỏ 10.000 là không ai lấy cả. Dịch bệnh này ai làm ra tiền đâu mà bán tăng giá lên, ai mà chẳng mong tăng giá nhưng mà tăng giờ không có tiêu thụ được. Thông thường, diện tích rau vụ Tết tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 1.000 hectare. Tuy nhiên năm nay, diện tích này giảm 20%, xuống chỉ còn khoảng 800 hectare. Diện tích giảm nên sản lượng rau vụ Tết cũng giảm theo, ước tính khoảng 1.200 tấn. Cùng chung nỗi lo lắng với người trồng rau tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những ngày này những người nông dân trồng bưởi cảnh ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cũng đang thấp thỏm về vụ Tết. Hàng năm cứ khoảng tháng 11 âm lịch, các mặt hàng bưởi cảnh, quất cảnh đã được thương lái đến thu mua tận nơi. Tuy nhiên năm nay đã đến giữa tháng 12 âm lịch, tức là chưa đến 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhưng các vườn bưởi cảnh tại huyện Diên Khánh vẫn vắng bóng thương lái đến hỏi mua. Để tạo ra một chỗ bưởi cảnh với chùm trái xanh tươi, nhiều trái nhìn bắt mắt, người trồng phải tốn nhiều công sức và chi phí. Năm nay do thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài nên chi phí cũng theo đó tăng lên. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cộng với việc khó chăm sóc, một số hộ trồng bưởi cảnh chơi Tết đã bỏ nghề và chuyển sang trồng qua cây cảnh. Những năm trước, mỗi chỗ bưởi cảnh được gia đình bán ra từ 1,5 đến 2 triệu đồng và thương lái rất ưa chuộng, còn năm nay vắng người mua. Điều đáng nói, chi phí đầu tư cho vụ bưởi năm nay tăng khoảng 20% so với các năm trước. Vì thế, người trồng bưởi tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa chỉ mong có người đến mua để có thể thu hồi lại vốn, gia đình có thêm thu nhập khi Tết đã đến gần. Theo Hội Nông dân huyện Diên Khánh, do ảnh hưởng bởi COVID-19, nên số người trồng bưởi đã giảm đáng kể và đầu ra cũng chậm hơn so với mọi năm. Không chỉ có người nông dân trồng cây bưởi cảnh mà nông dân trồng bưởi lấy quả cũng đang lo lắng cho vụ thu hoạch Tết năm nay. Để tạo được sức hút trên thị trường, nhiều nhà vườn đã lựa chọn trồng những giống bưởi mới năng suất và chất lượng cao, trong đó có một giống bưởi lạ, có vỏ, cùi và múi đều màu hồng, trông rất là bắt mắt.
Giống bưởi này có tên gọi là bưởi Tam Hồng và đang được trồng tại huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long. Do bưởi có mẫu mã đẹp nên được sử dụng để trưng bày trên mâm ngũ quả ngày Tết với ý nghĩa mang lại may mắn, lộc lá cho một năm mới. Người đang sở hữu giống bưởi lạ và đẹp mắt này là anh Lê Văn Thọ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Bưởi Tam Hồng có tán thấp, cây lại dễ trồng và hầu như không phụ thuộc vào mùa vụ và có thể làm để cho trái quanh năm. Hiện vườn của nhà anh có khoảng 500 trái bưởi đang được chăm sóc để đưa ra thị trường Tết. Từng trái, từng chùm bưởi đều được bọc kín bằng loại giấy vải dày từ sớm, đang bắt đầu chín chuẩn bị thu hoạch. Vài trăm cặp trở lại thì bà con cũng đã đặt hết rồi. Giá thì mỗi cặp như vậy dao động từ 5 đến 700 ngàn một cặp. Tùy theo đẹp xấu và lớn nhỏ thì trọng lượng trung bình mỗi cặp từ 4 kg trở lên. Hiện bưởi Tết trong vườn bưởi Tam Hồng đã được khách đặt cọc bao tiêu toàn bộ nên hầu như không đủ bán cho thị trường Tết bên ngoài. Không chỉ có vẻ đẹp bắt mắt, phù hợp trưng Tết mà giống bưởi này còn có vị rất ngọt và thơm dịu. Nên dù chỉ xuất hiện 1-2 mùa, nhưng bưởi Tam Hồng đã được nhà vườn, người tiêu dùng tìm mua giống để trồng và thưởng thức. Vì cái đặc điểm của bưởi Tam Hồng này, cái thứ nhất là vẻ bên ngoài hình của nó thì cái trái bưởi có rất là thon và có một cái đầu nhọn giống như cái hình hồ lô, có là cái vẻ bên ngoài. Cái nữa là cái màu hồng rất bắt mắt, thích hợp cho mình trưng trong ngày lễ Tết. Cái thứ ba nữa là cái vỏ hồng và cùi đều màu hồng hết, chất lượng ăn thì rất là ngon. Khi bưởi chín và thu hoạch, trọng lượng mỗi trái từ 2 đến 3,5 kg, trái ra từng chùm, có chùm lên đến 5 đến 7 trái. Trong những năm tiếp theo, anh Thọ dự định mở rộng vùng trồng để cung cấp bưởi thương phẩm. Ngoài ra, anh Thọ còn muốn đưa bưởi Tam Hồng bonsai lên chậu để trưng Tết. Thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa là chúng ta đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này thì các nhà vườn trồng Phật thủ tại Quảng Đức, Hà Nội đang tất bật thu hoạch. Mỗi quả Phật thủ có giá dao động từ 50 đến 100 ngàn đồng một quả. Nếu thu vào dịp Tết có quả lên đến là hàng triệu đồng. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, nguồn hàng tiêu thụ của Phật thủ vẫn được đảm bảo. Phật thủ là loại quả có hình dạng như bàn tay Phật, khi chín có màu vàng kim và có mùi thơm tươi mát, dễ chịu. Vì vậy, Phật thủ luôn được chọn là loại quả thờ cúng, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, với quan niệm mang lại may mắn và được ví như bàn tay Phật che chở, mang an lành, sung túc đến cho gia chủ. Phật thủ là loại cây trồng cho thu hoạch giải vụ, kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 1 năm sau. Do vậy, người trồng Phật thủ không chỉ bán hàng thờ cúng mà còn bán để làm thuốc bắc. Mỗi năm thì cái quả hàng hoa bán thì nó được nhiều tiền. Năm nay dịch giã thì cũng may là được cái quả hàng cân thuốc bắc ấy, là nó cũng được giá. Thì bà con nó cũng bớt đi một phần chi phí. Mà cứ như thế này, như thời điểm này thì Tết năm nay có khả năng là thắng lợi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc vận chuyển hàng hóa có nhiều hạn chế. Do vậy năm nay, việc tiêu thụ Phật thủ chủ yếu là bán hàng cân với giá ổn định. Hàng thuốc bắc đây thì giá dao động của khoảng bây giờ là đang từ tầm 20 đến 22.000 một cân. Còn cái hàng hoa, hàng quả bây giờ chúng tôi bán cho người dân đi buôn thì sẽ dao động khoảng tầm 5 đến 60.000 trên một quả. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, năm nay nhiều nhà vườn tại Hà Nội đã nhân giống và cho ra thị trường giống Phật thủ đột biến. Đó là giống Phật thủ trắng với đặc điểm quả màu vàng trắng. Bề mặt vỏ quả nhẵn, căng bóng hơn giống Phật thủ xanh, các ngón tay thon dài, xếp thành 4 đến 5 vòng, tỏa tròn đều. Theo đánh giá của các nhà vườn, Phật thủ trắng có mẫu mã đẹp hơn Phật thủ xanh. Trung bình một cây Phật thủ 3 năm tuổi sẽ cho từ 20 đến 25 quả một cây. Giá bán cao hơn Phật thủ xanh từ 20 đến 30.000 đồng một quả. Thì mẫu mã của nó thì lại là đẹp hơn hàng xanh. Tay to, mã bóng. Mà sáng quả, mà đầm quả, dài quả. Mà để nói nên để mình trưng Tết thì nếu để lên mâm ngũ quả nó sẽ nổi hơn quả hàng xanh. Với việc đa dạng các mặt hàng Phật thổ, anh Tâm cũng như nhiều nhà vườn tại xã Đắc Sở đã vượt qua khó khăn từ đại dịch COVID-19. Không chỉ bán cho người dân địa phương hay thành phố Hà Nội, Phật thổ tại Đắc Sở còn được cung ứng đến các tỉnh như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Lạt.